Trong phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố gần đây thì Hà Nội khẳng định chủ trương vẫn cấp sổ đỏ cho các dự án mà chủ đầu tư có sai phạm. Tuy nhiên theo phản ánh qua đường dây nóng thì vẫn có một số trường hợp người mua nhà phải chờ đợi đã lâu mà chưa được cấp sổ đỏ. Vợ chồng bà Thìn đã ngoài 80 tuổi. Ông bà từng sống ở quận Thanh Xuân nhưng đã chuyển về chung cư N105 Nguyễn Phong Sắc tại quận Cầu Giấy 5 năm nay. Chưa có sổ đỏ nên ông bà không chuyển được hộ khẩu. Để lấy tiền lương hưu, tháng nào ông bà cũng phải bắt xe buýt đi hơn chục cây số về nơi ở cũ. Nhờ con Lĩnh thì con lúc đi công tác thì nó chưa về thì là ông bà lại không có tiền tiêu. Hàng trăm hộ dân khác trong khu chung cư cũng gặp nhiều bất tiện. Mà không có sổ đỏ để chúng tôi có thể vay được vốn ngân hàng là chúng tôi không thể làm được cái gì cả. Đấy là rất là khó khăn chúng tôi trong suốt 5 năm. Từ năm 22 này thì chủ đầu tư liên tục hứa với bà con là giải quyết việc cấp sổ đỏ nhưng mà cái việc hứa đó của chủ tư thì không bao giờ thực hiện cả. Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án còn chưa được quyết toán, chưa có tổng mức đầu tư vì dự án kéo dài nhiều năm còn vướng mắc thủ tục tại một số cơ quan chức năng. Thì chúng tôi làm như vậy là 6 đến 8 tháng như chúng tôi ở đây anh em bàn với nhau là cố gắng. Như vậy là trong năm nay phải xong. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý để phường xem xét, báo cáo. Riêng phường đã từ năm 2015 đến nay đã làm việc với chủ đầu tư rất nhiều lần, có đến 8-9 lần rồi. Trong các cuộc họp tôi đều xác định đây là lỗi của chủ đầu tư chứ không phải của người mua. Người mua người ta chỉ biết vào người ta mua thôi. Mới đây trong cuộc họp để tìm giải pháp, đại diện quận Cầu Giấy cho rằng dự án còn chưa hoàn thành. Chưa xong các thủ tục pháp lý nên việc cấp sổ đỏ là bất khả thi. Quận yêu cầu chủ đầu tư phải công khai lộ trình tháo gỡ vướng mắc trước ngày 20 tháng 7 tới đây.